kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Cấm phổ biến thiên cơ thế chiến 3 Gaza, Israel do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Năm 1988, bà Hoa một Việt Kiều từ Pháp về Việt Nam mừng xuân ăn Tết và được Đức Cậu Bẩn Sĩ vô danh khai ngộ quy y. Nhưng Tết năm 1990, bà Hoa về Việt Nam tìm không thấy Đức Cậu. Bà Hoa nghe nói đức cậu gặp rắc rối sau khi thuyết cuộn băng lộ huyền cơ 5 nên đức cậu phải ẩn tu biệt dạng. Buồn quá, bà Hoa đành gạt lệ thương tiếc trở về Pháp với một cuộn băng lộ huyền cơ 5 do đức cậu thuyết tại chợ vườn chuối ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch năm kỷ tỵ 1989 và một tấm ảnh. Khi về Pháp, bà Hoa phổ biến băng lộ huyền cơ 5 không những ở châu Âu mà qua tận bên Mỹ năm 1990 ông Triệu Hòa ở Thiền Lâm, Texas tiếp tay phổ biến băng lộ huyền cơ năm bằng cách in thành sách tựa để ông sư vái bán khoai tái lâm. Và kỳ vân cư sĩ cũng kết tập băng lộ huyền cơ năm trong quyển tinh hoa đàn kinh trang 119 đến 147, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2000. Như vậy là trái với lời đức cậu bần sĩ dặn dò trong bài về lô tô băng lộ huyền cơ năm. Ai khôn ở trại, ai dại ở nhà sẽ đến kia cả tần qua như thác, lớp hò lớp hát lớp chát lớp chua. Ai thắng ai thua đúng mùa đúng tiết, sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai, sự thế an bài số hai ra trước. Ở miền cần đức hải biển gập gình, cậu nói làm tin rung rinh trái đất, một còn một mất đại chiến thứ ba, bình dương kia cả sống coi gánh hát, đủ đào đủ kép mặt đỏ mặt đen. Nó sắp đua chen khai màn sắp diễn, thấy rồi cầu nguyện sống sót coi chơi cậu nói là lời nói đời nói loạn. Nói người dẹp dọn hưởng trọn bảo châu. Nói tỉnh nói khâu nói dầu nói khổ. Nói cho hoa trổ bối bổ thêm phần. Cậu nói dần lân tam hoàng cốt điễn. Đây rồi lập trận ở trốn ta bà. Tiêu của tiêu nhà tiêu là tiêu lụa. Tới màn ác ụa bệnh dịch sạch trơn. Đừng có thua hơn khẩy đờn nhô nhổ. Đừng có gây gỗ cậu khổ biết bao. Máu nọ còn trào xương kia còn chất. Từ đây bay phất ảnh hưởng mùi hôi tại chức tại ngôi tại tôi tại bại, tại người nguy hại gây loạn chớ cùng. Đâu phải tại khủng gia thơ bí quyết, tại vì cậu biết cậu nói cho nghe, xuân đến sang hè cậu e nguy biến. Dáng về cầu nguyện nhiều chuyện lạ kỳ, cậu nói làm chi người khi kẻ rể. Đêm nay kinh kệ giáo lý bày khai, dáng sống cả hai coi ngày coi tháng, coi rồi không chán sẽ dáng đủ màu, lớp miên lớp tàu lớp Nga lớp Mỹ. Việt Nam dên gì ơi hỡi làm sao? nhật tảo tần bao kiếp nào trả nợ nói đây rồi sợ không biết vạn đường cậu nói tận tường tam hoàng cốt điễn nghe rồi ngụy biện đừng có giao thông tặng chú tặng ông đôi dòng chút nữa nghe rồi đóng cửa để ý rồi tầm ta phải xa hầm lũ ma tặc tử ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn bảy nhật thiên môn tối tăm trời đất một còn một mất dân tộc trầm kha cậu nói cậu la cậu gào cậu thét từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần Tình ngộ bớ dân dần dần rồi đó. Đừng nên la ó cậu lại buồn hưu, các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết giáo. Cậu về cậu cáo với lịnh Phật trời, đặng gấp vậy thời lập đời cho sớm. Tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tà yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long Hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra, là con số ba, Trích băng ghi âm lộ huyền cơ năm do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch năm kỷ tị 1989 ở chợ Vườn Chuối, Sài Gòn. Kết tập sách Tinh Hoa Đàn Kinh trang 139, 142, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney ấn tống năm 2000. Bài về lô tô kêu ra hai con số cuối của thiên niên kỳ thế chiến ba bùng nổ ở Trung Đông. Đó là con số 2 và con số 3, ghép hai con số lại thành con số đuôi là 23 ám chỉ năm 2023 nhằm năm mèo quý mão. Cậu nói kỳ vân đúng năm mèo, lớp khổ lớp sầu lại mắc eo. Kẻ đau người chết ôi thê thảm. Tại vì quả ác tự chúng gieo, ta giờ có cứu đâu có được. Tự họ không tầm không chịu theo. Theo là chân lý lời Phật dạy, theo đống minh sư sợ đói nghèo. Như vậy làm sao hàng học đạo? Tâm lòng bẩn trực quá mốc mèo. Trận chiến thứ ba có hay không? Thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng, cậu chẳng luận bàn chi nữa cả. Bàn hoài bàn mãi cũng mất công, chúng đâu có biết, người không sợ, tới giờ ơi hỡi chịu long đong. Thì là rõ cuộc ôi muộn quá, đang đứng ở đâu trận cuồng phong, phải chi nghe trước đâu có hoại. Thì đã lập xong đại công đồng, cậu gửi kỳ vân lá thư cùng, lắng dịu lòng mình giữ bậc trung, luận suy kim cổ ngày năm tháng, chờ đợi nay mai sấm nổ đùng mài trí nhân tài cho vẹn vẻ. Tiếng vang thần thánh để không chung. Quay về nguồn cội trang 152, 163,164, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết gửi kỳ vân cư sĩ, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Trong bài về Lô Tô, Đức Cậu Bần Sĩ dặn nếu ai nghe bài vẻ Lô Tô lộ thiên cơ con số 2 và con số 3, thì hãy giữ kín trong tâm, không được phổ biến rộng rãi đừng có giao thông sẽ gặp nguy hại. Nghe rồi ngụy biện đừng có giao thông, tặng chú tặng ông đôi dòng chút nữa. Nghe rồi đóng cửa để ý rồi tầm. Ta phải xa hầm lũ ma tặc tử. Này thế chiến ba đã bùng nổ từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 nhằm năm mèo quý mão khi chiến binh Hồi giáo Hamas tấn công Israel và quân đội Israel phản công trả thù khốc liệt, thành phố sụp đổ hoang tàn người chết ngổn ngang, đói khát tràn lan. Thiên cơ Thế chiến ba đã xảy ra rồi vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 năm mèo quý mão, chắc rằng bài vẽ lô tô sẽ được phổ biến rộng rãi, không còn bị ngăn cấm như lời dặn dò của Đức Cậu Bần Sĩ nghe rồi ngụy biện đừng có giao thông. Sydney, ngày 22 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem.